Xin chào quý thính giả đến với podcast của Thanh Sơn Official. Podcast này có tiêu đề Đừng bao giờ bỏ cuộc. Bạn thân mến, như bạn đã biết, để thành công trong cuộc sống này không hề dễ dàng. Nói tới thành công, ai cũng muốn, nhưng nhìn lại cuộc sống này, có bao nhiêu người thành công thực sự? Nói tới đây, chắc chắn trong cuộc sống này, bạn đã từng trải qua. Với bất kỳ công việc gì bạn làm, luôn có những lời gièm pha, những lời khuyên, những lời tiêu cực luôn gieo vào suy nghĩ của bạn. Ví dụ, cái này khó đấy, chưa chắc mày làm được đâu, nhìn mày làm sao mà làm được, nhiều người làm rồi có thành công được đâu, với mày ta thách mày thành công được đấy, vân vân. Trước khi làm, bạn đã nhận được vô vàn những lời khuyên bỏ ngang ngay từ thời điểm xuất phát. Vậy nên trước khi thành công, tôi và bạn đều rèn cho mình sự tự tin, sự kiên trì, đặc biệt là niềm tin vững chắc vào khả năng và năng lực của mình. Trước những lời gièm pha tiêu cực như trên, hãy luôn là chính mình, đừng đánh mất chính mình vào những điều đó. Chắc chắn một điều rằng, lời khuyên đó chỉ giúp bạn mất niềm tin, mất cảm xúc, mất tinh thần, làm cho bạn dễ bỏ cuộc. Tôi còn nhớ cách đây 10 năm, khi tôi quyết định cho mình một lối đi riêng, là một nhà kinh doanh, là một ông chủ. Nhưng ngay lúc đó, tôi đã được bạn bè, người thân phản đối kịch liệt và khuyên tôi chỉ làm công việc nhà nước thôi. Nhưng tôi đã quyết định và chịu trách nhiệm về những việc mình làm, và tôi thử thách chính bản thân của mình. Không chỉ lúc đó, mà trong quá trình làm, tôi và bạn đều nhận được những lời chế giễu từ người khác. Nếu bạn không có niềm tin và bản lĩnh của chính bản thân mình, bạn sẽ rơi vào tình trạng buồn bã, mất tinh thần, mất nhiệt huyết. Đó là lý do khiến bạn chán nản và dễ bỏ cuộc. Đối với tôi, bạn cũng thế. Nếu họ càng nói, càng ngăn cản bạn, càng khuyên bạn, bạn càng phải nỗ lực hơn, bạn phải mạnh mẽ hơn, bạn phải kiên trì hơn, học hỏi nhiều hơn để phát triển chính bản thân mình, rèn luyện kỹ năng, kiến thức chiều sâu vào lĩnh vực mình đang làm, và luôn xây dựng cho mình một tầm nhìn vững chắc vào công việc của mình sẽ thành công ở tương lai. Đặc biệt, hãy lấy một ai đó làm tấm gương để mình thành công, học và làm theo những gì họ làm, và rút bài học kinh nghiệm cho chính bản thân mình. Có câu nói, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Việc bạn muốn thành công cũng vậy. Gần một ai đó, làm một cái gì đó, luôn luôn có sự ảnh hưởng của người thành công đó. Vậy nên, để thành công, bạn luôn phải đối diện với tiêu cực, với sự gièm pha. Chỉ có cách đi xuyên qua nó và luôn nói bản thân mình rằng không bao giờ được bỏ cuộc. Chỉ có bạn mới giúp được chính mình. Tôi cũng thế. Trong từ điển của bạn không có hai từ bỏ cuộc, chính là kim chỉ nam đầu tiên để giúp bạn thành công. Và luôn nhớ, trong suy nghĩ lè lói có hai từ bỏ cuộc, chính là cánh cửa của bạn đang khép lại. Bài học đầu tiên của tôi và bạn để thành công, đó là không bao giờ bỏ cuộc. Với bài học này, tôi và bạn trên con đường thành công chắc chắn chúng ta sẽ gặp. Vậy, chúng ta hãy đi xuyên qua nó, chúng ta hãy là tấm gương của người khác. Đây là bài học đắt giá của tôi và bạn trên con đường thành công. Bạn hiểu ý tôi chứ? Vậy thì trước khi thành công, bạn phải đối diện, bạn phải đi xuyên qua nó. Chúc bạn may mắn và thành công. Hẹn bạn ở podcast tiếp theo của Thanh Sơn Official. Xin chào và hẹn gặp lại.